ví như hư không chỗ nương tựa của tất cả thế gian mà không chỗ nương tựa. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chỗ nương tựa của tất cả các Pháp mà không chỗ nương tựa. Ví như hư không, không sinh, không diệt hay giữ gìn tất cả thế gian sinh diệt, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, không hướng, không đắc hay thị hiện hướng đắc. Khiến khắp thế gian tu hành thanh tịnh, ví như hư không, không vuông, không góc, mà hay hiển hiện vô biên vuông góc, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, không nghiệp không báo mà hay hiển bày đủ thứ nghiệp báo. Ví như hư không chẳng đi chẳng đứng mà hay thị hiện đủ thứ oai nghi, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng đi chẳng đứng mà phân biệt được tất cả các hành. Ví như hư không chẳng có sắc, chẳng không sắc mà hay thị hiện đủ thứ các sắc, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng thế gian sắc, chẳng xuất thế gian sắc mà hay thị hiện tất cả các sắc, ví như hư không, chẳng lâu chẳng gần mà hay ở lâu hiện tất cả vật, đại bồ tát cũng lạ như thế, chẳng lâu chẳng gần mà hay ở lâu hiện bày các hạnh của bồ tát tu hành. Ví như hư không chẳng sạch chẳng dơ, chẳng lìa sạch dơ, đại bồ tát cũng lạ như thế. Chẳng chướng chẳng không chướng, chẳng lìa chướng không chướng ví như hư không tất cả thế gian đều hiện ra ở trước chẳng hiện ở trước tất cả thế gian đại bồ tát cũng lại như thế tất cả các pháp đều hiện ra ở trước chẳng hiện ra trước tất cả các pháp ví như hư không vào khắp tất cả mà không bờ mé đại bồ tát cũng lại như thế vào khắp các pháp mà tâm bồ tát không có bờ mé tại sao vì những gì bồ tát làm giống như hư không những sự tu tập những sự nghiêm tịnh những sự thành tựu thảy đều bình đẳng một thẻ một vị một thứ phân lượng như hư không thanh tịnh khắp tất cả mọi nơi chứng biết tất cả các pháp như vậy nơi tất cả pháp không có sự phân biệt nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư phật biết mãn tất cả không chỗ nương tựa thân thấu rõ tất cả phương hướng không có sự mê hoặc đủ tất cả các lực không thể phá hoại đầy đủ vô biên tất cả công đức đã đến được nơi thâm sâu của tất cả các pháp thông đạt tất cả đạo ba la mật ngồi khắp tất cả tòa kim cương phát ra khắp tất cả âm thanh tùy loại vì tất cả thế gian chuyển bánh xe pháp chưa từng thất thời đó là như không nhẫn thứ mười của đại bồ tát đại bồ tát thành tựu nhẫn này đắc được thân không đến vì thân không đi đắc được thân không sinh vì không diệt đắc được thân bất động vì không hoại đắc được thân chẳng thật vì lìa hư vọng đắc được thân một tướng vì vô tướng đắc được thân vô lượng vì phật lực vô lượng đắc được thân bình đẳng vì đồng như tướng đắc được thân vô sai biệt vì bình đẳng quán ba đời đắc được thân đến tất cả mọi nơi vì mắt tịnh bình đẳng chiếu không chướng ngại đắc được thân lìa dục tế vì biết tất cả pháp không hợp tan